Tại Guerrero, một trong những tiểu bang nghèo nhất ở Mexico và cũng là tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất do bão rôn, giới chức địa phương cho biết đã có 18 người thiệt mạng, chủ yếu do lở đất làm sập nhà. Ngoài ra, bão rôn cũng làm ba người khác thiệt mạng ở bang Oaxaca và một bé trai ở bang Michoacan. Thống đốc bang Guerrero cho biết chính quyền địa phương đã huy động lực lượng ứng phó khẩn cấp cùng nhiều trang thiết bị như thuyền cứu hộ, mô tô nước và trực thăng để sơ tán người dân đang bị mắc kẹt trong những khu vực bị ngập lụt. Trước đó, bão Zone đã gia tăng cường độ trước khi đổ bộ vào bang Guerrero ngày 23 tháng 9, sau đó suy yếu dần và gây mưa lớn, ngập lụt ở các vùng ven biển. Mặc dù nước lũ đã bắt đầu rút, nhưng mưa lớn và rông bão được dự báo sẽ tiếp tục xảy ra trên khắp bang Guerrero cùng một số khu vực của bang Oaxaca. Tổng thống Mexico Obrador thông báo các cơ quan chức năng đã thiết lập nơi trú ẩn tạm thời và phân phát thực phẩm cứu trợ cho người dân. Tháng 10 năm ngoái, bang Guerrero cũng bị thiệt hại nặng khi bão Otis tấn công thành phố Acapulco, khiến hơn 50.000 thiệt mạng và thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ.